Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện Thiên Cơ Lâu Âm Hiểm Bảng tập 31. Rất mong các bạn cho mình những lượt like, lượt đăng ký kênh, comment cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới và bình luận. Nào, chúng ta cùng nhau đến chương của ngày hôm nay, chương 292, mãi mãi là thần thiên cơ vạn thượng công sẽ khác nhau dựa theo đặc điểm của mỗi người và công pháp lĩnh ngộ được truyền thừa tháp cũng sẽ khác nhau thần công này bao la vạn thượng biết căn cứ theo đặc tính của mỗi cá nhân đây là thần công thích hợp nhất với bọn hắn để tỷ lệ như là thể chất chiến thần của tiêu phong lĩnh ngộ thiên cơ vạn thượng công sẽ có thiên vướng phụ trợ cho thể chất chiến thần của hắn hay như là nhiếp phong và bộ kinh phân sẽ là lĩnh ngộ ra thần công chuyên dùng để khai phá ma Khả vô lượng lại tỷ như là Lâm Bình Chi, thiên cơ và tượng công mà hắn lĩnh ngộ sẽ hướng về việc khống chế kịch độc. Lưu Tiêu nghe thấy mà tim đập thình thịch, công pháp độc nhất của đệ tử thiên cơ lâu này vô cùng nghịch thiên. Công pháp độc nhất này cũng thật là vô cùng nghịch thiên. Vậy mà căn cứ theo đặc thù của mỗi cá nhân, thiên cơ vạn tượng công lĩnh ngộ được sẽ không có giống nhau. Đây cũng không phải là một bản công pháp, mà là hàng ngàn, hàng vạn bản. Thiên cơ và thường công so với chiến thần đồ lục thì như thế nào? Ở tâm pháp thiên bảng có thể xếp hạng mấy đây? Lưu Tiêu nhịn không được mà hỏi. Hạng 1 Âm thanh của hệ thống lạnh lạnh. Lưu Tiêu ngẩn người, không nhịn được hít sâu vào một hơi. Đây chẳng phải là con bá đạo hơn cả thần võ huyền công của hắn sao? Thần võ huyền công của hắn chính là tâm pháp được dung hợp từ mấy ngàn bản võ học tâm pháp khác nhau thiên cơ vạn tượng công cấp bậc còn cao hơn cả thần võ huyền công của hắn đồ vật mà hệ thống mở khóa ra quả nhiên là kịch thiên hệ thống thiên cơ vạn tượng công này ta có thể thu luyện chứ tức khắc lưu tiêu đã cảm thấy thần võ huyền công còn không có mạnh bằng nữa lập tức nảy sinh tâm tư thay đổi tâm pháp lâu chủ thiên cơ lâu cũng có thần công độc nhất chỉ là lâu chủ ngươi còn chưa có mở khóa nó Ký chủ có thể tiếp tục tu luyện thần võ huyền công. Đương nhiên, ngươi là lâu chủ cũng có thể lựa chọn đi truyền thừa tháp lĩnh ngộ thiên cơ vạn tượng công. Có điều thiên cơ vạn tượng công rất đặc biệt. Sau khi tu luyện, công pháp này sẽ là tâm pháp chủ tu của ngươi, không thể đổi sang tu luyện các thần công khác nữa. Ờ, à, thế thì thôi đi. Lưu tiêu trong nhà mắt cảm thấy thiên cơ vạn tượng công không còn ngọt cho lắm, không thể truyền sang tu công pháp độc nhất của lâu chủ. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ Công pháp độc nhất của lâu chủ Dù thế nào cũng không hề kém thiên cơ và thượng công Hơn nữa thần võ huyền công Vẫn có thể dung hợp tiếp Cũng có khả năng sẽ siêu việt thiên cơ và tượng công Một thần công Mà một khi tu luyện liền phải theo nó đến cùng Hắn đúng thật là không muốn tu luyện Tiêu phong Lý tầm hoan Vương ngữ yên Trung linh Rất nhanh Hệ thống truyền tin tức cho Lưu Tiêu Mấy người kể trên là nhóm đầu tiên có tư cách bước vào truyền thừa tháp mà để lĩnh ngộ thiên cơ vạn tượng công. Còn những người khác tạm thời chưa có tư cách đi lĩnh ngộ thiên cơ vạn tượng công. Không phải là ngộ tính của những người đó không có đủ. Hệ thống giải thích là nếu lòng trung thành của bọn họ đối với thiên cơ lâu đủ cao thì có thể đi vào truyền thừa tháp. Còn về phần những người kia, bởi vì lòng trung thành đối với thiên cơ lâu còn chưa có đủ nên chưa có tư cách bước vào truyền thừa tháp coi như để cho bọn họ đi vào cũng sẽ bị truyền thừa tháp bài xích đưa ra ngoài. à lòng trung thành sao? Lưu Tiêu tay chống cằm, thứ này chắc có liên quan đến sự trung thành. Thiên Cơ Lâu có năng lực suy tính, ai có dị tâm hoặc không trung thành với Thiên Cơ Lâu thì Thiên Cơ Lâu sẽ suy tính ra được. thôi xuống dưới trước đã. Lưu Tiêu rửa mặt một cái, rất nhanh xuống lầu một triệu tập mọi người lại ở chỗ này kể cả A Phi và Lâm Bình Chi đang bế quan đột phá tổng sư cũng bị gọi ra. rất nhanh một đám người ùn ùn kéo tới người bên trong Thiên Cơ lâu nhìn thấy bọn Lưu Tiêu đi đầu đó bọn họ cũng đi theo mà xem vui. ơi lão chủ Thiên Cơ lâu lại có đồ mới sao? có người tò mò hỏi trên cơ bản Lưu Tiêu sẽ không tới chiến thần tháp này bình thường mà nói chỉ khi có đồ thần kỳ xuất hiện thì hắn mới sẽ tới nơi này thôi. Lời này vừa nói ra Những người khác không khỏi phấn chấn Trên cửa lầu mỗi lần cho ra đồ mới Đều là vật phẩm thần kỳ Có thể khiến cho người khác tiêu sạch túi tiền Nếu mà có thể Nếu mà có thể mang ra bán E rằng không ít võ giả ở đây Bán máu mà để tiêu phí thay tiền Đúng vậy Lưu Tiêu gật đầu Ở à, vãi trưởng thật sự có đồ mới sao Ở à, đây rồi túi tiền ta sắp cạn rồi Ở à, lâu chủ mãi mãi là thân một đám người hô to mãi mãi là thần, Lưu Tiêu chỉ cảm thấy hiện trường vô cùng quỷ dị. Từ khi hắn vô ý nói từ này, liền bị cái đám nhân sĩ giang hồ trong thư cơ lâu bắt trước theo. Cảm thấy lời này tương đối hay, thích hợp với những người không biết văn hóa như bọn họ. Ơi lâu chủ, có phải xuất hiện một căn phòng có thể khiến cho người ta trở thành võ thánh trong một đêm không? Vi Tiểu Bảo hỏi, hắn quá chán tu luyện rồi. Coi như ở trong phòng chữ thiên, còn có các phòng như là phòng trọng lực phụ trợ tu luyện nhưng khó khăn lắm mới trở thành võ giả tam lưu Lọt đáy hết trong trốn trang hồ Đương nhiên đó là đều do hắn Hàng đêm gái gú Căn bản không có tâm tư mà để tu luyện Người trong thiên cơ lâu Ít tiến bộ nhất chính là hắn Mỗi lúc trời tối lưu tiêu đều phải cố ý tách căn phòng Của vi tiêu bỏ ra Bằng không người ở sát vách căn bản Không thể nào mà yên tâm tu luyện được Trường 293 Thiên cơ vạn tự công À, không phải đâu Lưu Tiêu lắc đầu Lần này đồ vật được đẩy ra Chỉ có đệ tử Thiên Cơ Lâu mới có thể sử dụng Sẽ không áp dụng cho người ngoài Mọi người hoàn toàn thất vọng Về mặt tiếc đuối Lâu chủ đồ vật được mở khóa là gì vậy Bên cạnh trung linh hiếu kỳ hỏi Lưu Tiêu nhìn thoáng qua đệ tử Thiên Cơ Lâu Nói Các người đã gia nhập vào Thiên Cơ Lâu tới nay Vẫn đang học tâm pháp Từ các thế lực khác mà truyền thụ đồ vật lần này tên là truyền thừa tháp trong truyền thừa tháp có thần công độc nhất của đệ tử thiên cơ lâu khi học được thần công độc nhất của đệ tử thiên cơ lâu các người mới được xem là đệ tử chân chính của thiên cơ lâu ta mọi người chấn động đám người dương quá nhất thời hai mắt lóe sáng lưu thiêu cho bọn hắn tâm pháp tuy đều là thần công nhưng gia nhập vào thiên cơ lâu lâu như vậy ai mà không thèm thần công của thế lực thần bí này cơ chứ Thần võ huyền công chính là thần công số một tâm pháp thiên bảng áp đảo thần công tuyệt thế chiến thần đồ lục. Đừng nói là đệ tử thiên cơ lâu ngay cả người ngoài nhìn mà còn thèm. Lâu chủ, người muốn truyền cho bọn ta thần võ huyền công rồi sao? Miệng của song long sắp chảy nước miếng bình tĩnh như là lý tầm hoan cũng lộ ra dáng vẻ ý động. Lâm Bình Tri cần gấp sức mạnh mà để báo thù sắc mặt đều kích động đến đỏ cả lên. Những người khác cũng vảnh tay lên rất sợ là không nghe được cuộc đối thoại giữa Lưu Tiêu và đệ tử Thiên Cơ lâu. Sau đó Lưu Tiêu lắc đầu. Không phải, thần công độc nhất của đệ tử Thiên Cơ lâu tên là Thiên Cơ Vạn Tượng Công. Thiên Cơ Vạn Tượng Công sao? Mọi người xửng sốt, nghe tên thì có vẻ dọa người, rất là châu bò. Nhưng mà tâm pháp Thiên Bảng lúc trước không có cái tên Thiên Cơ Vạn Tượng Công. Chẳng lẽ thần công độc nhất của thiên cơ lâu Là một thần công không có lên tầm pháp thiên bảng sao Từng người một ánh mắt đều ảm đạm ấy lâu chủ Thần công độc nhất của đệ tử thiên cơ lâu Làm sao mà ngay cả tâm pháp thiên bảng Cũng không thèm lên bảng được ấy Chuyện này hơi là phi lý đấy Vi tiểu bảo nghi ngờ Người khác cũng gật đầu theo Liêu tiêu cười nói Làm sao mà có chuyện đó chứ Thần công của thiên cơ lâu ta vô tận Có thể trở thành thần công độc nhất Của đệ tử thiên cơ lâu làm sao có thể yếu hơn thần công trên tâm pháp thiên bảng được. Bảng xếp hạng thiên cơ lâu ta đều là cường điệu thứ hạng của các sự vật ở Kiều Châu, thi thoảng có đầu vật của bọn ta lên bảng, nên sẵn tiện để mọi người biết một chút về nội tình của thiên cơ lâu ta. Và đó cũng là thứ giúp mọi người mở mang tầm mắt để không trở thành một con ếch ngồi đáy giếng. Tỷ như là thần võ huyền công lúc trước, ta cũng đưa ra để mọi người xem. Thiên cơ vạn tượng công này lợi hại hơn cả thần võ huyền công đấy. Lưu Tiêu vừa dứt lời, khắp nơi đều là âm thanh khiếp sợ. Trong nháy mắt, khắp nơi đều có người đang điên cuồng mà hít lãnh khí. Mọi người lập tức bị chấn động. Thần võ huyền công áp đảo chiến thần đồ lục cũng chỉ là thứ để cho nhân sĩ giang hồ ở Kiều Châu mở mang tầm mắt. Ý của lâu chủ thiên cơ lâu là thần võ huyền công so với thiên cơ vạn tượng công thì thần võ huyền công chỉ có thể là thần công phổ thông của thiên cơ lâu. Lúc này mọi người đều bị dưng động. Thiên cơ lâu bá đạo Lần này ngay cả Lý Tầm Hoàn cũng không giữ được bình tĩnh, là người đầu tiên giống to. Thật khó tin người như hắn lại có biểu hiện cuồng nhiệt đến như vậy. Hắn đều đã như vậy thì đừng nói tới gì những loại người có tính cách hoạt bát như là A Phi, Dương Quá và Song Long. Trong nháy mắt, đám người trong thiên cơ lâu đều liên tục gào thét. Mãi đỉnh! Ây, ngũ tinh chiến thần, ta chết cũng phải trở thành ngũ tinh chiến thần. Ây, thần công tuyệt đỉnh như vậy, vượt qua cả thần võ huyền công, lại còn là thần công độc nhất của đệ tử thiên cơ lâu vậy thần công của lâu chủ hẳn còn vô đối hơn đây liều mạng chỉ cần trở thành ngũ tinh chiến thần là có thể gia nhập thiên cơ lâu từ hôm nay trở đi tiêu sạch tiền cũng phải đi vào chiến thần tháp mỗi ngày mọi người đều hăng máu cả lên điền của mà giống to trở thành đệ tử thiên cơ lâu là có thể thu được thiên cơ và tượng công càng cường đại hơn ai mà không có điên cuồng cơ chứ bên cạnh ly tiêu thì cũng âm thầm lắc đầu Trở thành đệ tử Thiên Cơ lâu cũng không đồng nghĩa với việc có thể tu được thiên cơ vạn được công. Kể cả đám người đã gia nhập Thiên Cơ lâu cũng chỉ có mấy người như là Tiêu Phong là có tư cách tiến vào truyền thừa tháp thu được truyền thừa thôi. Người có tâm tư càng không thuần túy thì khi gia nhập Thiên Cơ lâu sẽ càng khó tiến vào truyền thừa tháp lĩnh ngộ thiên cơ vạn tự công. Hắn cũng không có giải thích Lần này sợ là danh tiếng của Thiên Cơ Lâu sẽ tiếp tục tăng vọt đây Phòng trưng ngay cả Trương Tam phòng cũng sẽ đứng ngồi không yên Dù thái cực thần công của hắn mạnh hơn đi chẳng nữa Thì sao có thể so sánh với tiền cơ và tượng công của Thiên Cơ Lâu cơ chứ Hơn nữa bản thân tự mình lĩnh ngộ Thì sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc đi học tập công pháp của những người đi trước Huống chi hắn muốn đi xa hơn Thì càng phải xem trọng loại thần công tuyệt thế và vô địch này Thiên đạo thống quyết Hai mắt đã sáng lên Lời này những người này thì cũng vô tình nhắc tựa hắn Lúc trước hắn không muốn gia nhập thiên cơ lâu Thế nhưng thiên cơ vạn tượng công khiến cho hắn tâm tư dục dịch Võ thuật còn mạnh hơn cả thần võ huyền công Bất kỳ võ giả nào cũng đều coi trọng nó Trường 294 Sông truyền thừa tháp Ở đâu chủ ta muốn gia nhập thiên cơ lâu Bất kỳ một vị ngũ tinh chiến thần nào nếu muốn gia nhập thiên cơ lâu thì phải đều được chấp thuận. Đây là quy định của hệ thống. Mà thống khuyết lại vừa vặn có tư cách này. Trừ hung bá ra, hắn là ngũ tinh chiến thần còn lại. Thống khuyết kích động nhìn về phía của Lưu Tiêu. Lưu Tiêu gật đầu. Người đã là ngũ tinh chiến thần, có thể gia nhập thiên cơ lâu. Có điều, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Sau khi gia nhập thiên cơ lâu, lĩnh nam tống ra sẽ không còn quan hệ với người nữa đâu. Tống Quyết không một chút do dự Ta biết ta sẽ lập tức truyền tin trở về Từ chức gia chủ Hắn căn bản là không có lo lắng Chỉ cần một ngày hắn còn ở thiên cơ lâu Thì sẽ không có ai dám động đến Tống Gia Thậm chí Tống Gia còn sẽ mừng Vì thân phận đệ tử thiên cơ lâu của hắn Một người đắc đạo gà chó cũng thằng thiên Lâu chủ Ta cũng muốn gia nhập thiên cơ lâu Hùng bá vì ngũ tinh chiến thần cuối cùng Cũng mở miệng theo Thiên cơ vạn tượng công này khiến cho hắn gạt bỏ toàn bộ mọi lo lắng, quyết tâm muốn gia nhập thiên cơ lâu. Lưu Tiêu nhìn về phía bậc kiêu hùng này, thu nhận hùng bá, hắn không sợ hùng bá sẽ nhấc lên sóng gió gì, vì hắn có lòng tin mà thu phục hùng bá. Vẻ mặt của nhiếp phong và bộ kinh vân ở bên cạnh khá là khó coi. Hùng bá mà gia nhập thiên cơ lâu, thế thì ân oán giữa bọn họ sau này sẽ như thế nào đây? Nhiếp phong thì còn tốt, nhiếp nhầm vương chết cũng không phải là hoàn toàn lỗi của hùng bá, nhưng mà bộ kinh vân Cả nhà bố dượng đều chết dưới tay hùng bá Hiện tại hắn vẫn không thể giống như nguyên tắc Có thể buông bỏ kiều hận Dùng nước mắt của mình mà để tuyệt thế hảo kiếm khai phong Lưu tiêu liếc mắt nhìn ba người Ta đã nói rồi Bất kỳ ngũ tinh chiến thần nào Có nhu cầu gia nhập thiên cơ lâu ta Ta đều sẽ không cự tuyệt Hùng bá đại hỷ Ý của lâu chủ là việc hắn gia nhập thiên cơ lâu Đã được chấp thuận Lưu tiêu lại nói tiếp có điều, ngươi cùng nhiếp phong và bộ kinh vân có ẩn oán. Sau khi gia nhập thiên cơ lâu, nếu ngươi dám cả gan mà âm thầm gian lận, chèn ép bọn họ phá hư quy củ thiên cơ lâu, thì ta sẽ tự tay giết người đấy. Hồng bá lúc này cả kinh. Lâu chủ thông thiên triệt địa, nếu hắn thật sự mà dám gian lận, e rằng sẽ không gạt được lâu chủ. Được, hùng bá gật đầu. Hắn cũng không có muốn gây sự với bộ kinh vân và nhiếp vong suy cho cùng người chịu thiệt không phải là hắn mà là nhiếp phong và bộ kinh vân còn về tranh bá thiên hạ sao hắn cũng không có tâm tư này cho dù có nhất thống cửu châu thì như thế nào không thấy thái tử của ngũ cường hoàng triều ở thiên cơ lâu đều như một người bình thường không có dám sĩ diện sao tranh bá thiên hạ liệu có dương oai hơn khắp các là phá toái hư không hay không đây một loại giá tâm mới được nảy sinh trong lòng của hùng bá lý tiêu nhìn về phía của nhiếp phong và bộ kinh vân ơn oán giữa các người bổn lâu chủ sẽ không cưỡng ép hòa giải cho các người Đệ tử thiên cơ lâu Có kiều báo kiều Có ẩn báo ẩn Giả sử như một ngày nào đó Tu vi của các người có thể theo kịp được khủng bá bổn lâu chủ cho phép các người quyết đấu công bằng với nhau Đánh một trận giải quyết ẩn kiều Đến lúc đó Dù cho hiêu chết vào tay ai Các người cũng phải dựa theo bản lĩnh của mình Nếu mà cả đời này Các người không bắt kịp được khủng bá Thì đừng có bàn tới kiều hận và ở trong thiên cơ lâu Các người không thể tính kế lẫn nhau Có làm được không đây Nhếp phong và bộ kinh vân Cùng nhau trầm giọng nói Đa tạ lâu chủ Bọn ta có thể làm được Được phép báo thù thì là tốt rồi Dựa theo lời của lâu chủ Nếu như tu vi không bắt kịp được hùng bá Thì báo thù chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao Còn về tu vi đuổi kịp hùng bá Hai người vẫn có sự tự tin này trong lòng bọn họ như thế đều không cho rằng mình kém hơn hùng bá Lưu Tiêu sau đó gật đầu Vậy thì tốt Nếu ai trong ba người các ngươi mà dám vi phạm Thì sẽ bị ta đánh chết Không được oán bất kỳ một ai Sau này Thiên Cơ Lâu chỉ nhận ngũ tinh chiến thần làm đệ tử Không thành ngũ tinh chiến thần Cho dù là ai cũng không có thù Sau khi thu hùng bá và thống khuyết Lưu Tiêu lập tức tuyên bố tin tức này Hồng Thất Công trận tròn mắt Lúc trước hắn còn cảm thấy xấu hổ Khi gia nhập Thiên Cơ Lâu cảm thấy mình làm mất mặt cái bang. Hắn mới vừa động lòng vì thiên cơ vạn tượng công, quyết định chuẩn bị gia nhập thiên cơ lâu. Nhưng lâu chủ lại trực tiếp tuyên bố chỉ thu ngũ tình chiến thần. Rất nhanh, đoàn người đi tới trước mặt truyền thừa tháp. Các người, ai tới trước đây? Lưu tiêu không tính phân phó cho ai tới trước. Nếu bọn họ có thể coi thiên cơ lâu như là nhà của mình, mọi chuyện đều sẽ suy nghĩ vì thiên cơ lâu. Thế thì tất nhiên sẽ có thể tiến vào nếu mà thiên cơ lâu ở trong lòng bọn hắn vẫn chưa có vị trí quan trọng, đương nhiên là không có tư cách đi lĩnh ngộ thiên cơ và tượng công. Ta tới. Dương Quá là người đầu tiên bước ra, nóng lòng muốn thử. Hắn thì cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển kinh công, nhanh chóng tới gần truyền thừa tháp. Trường 295, sông truyền thừa tháp 2. Sau một khắc, trong khoảnh khắc thân ảnh của Dương Quá sắp tiến vào truyền thừa tháp, thì thấy bên trên truyền thừa tháp lóe lên một lượng ánh sáng chói lóa, tiếng rít vang lên Dương Quá trong nháy mắt bị ánh sáng đó bắn ra ngoài quá nhi quách tĩnh biến sắc bay lên đỡ lấy Dương Quá lâu chủ sao, sao lại không thể đi vào Dương Quá giật mình nhìn về phía của Lưu Tiêu chẳng lẽ mình đã bị lâu chủ lừa Lưu Tiêu nói truyền thừa tháp không phải là cứ đệ tử của thiên cơ lâu liền có thể đi vào còn phải đạt được một điều kiện nào đó mới có thể thuận lợi mà tiến vào. đừng bảo các ngươi cho rằng các loại thần công kinh thế này dễ như vậy liền đạt được tới tay. vẻ mặt của mọi người ngơ ngác có chút bừng tỉnh đại ngộ. lâu chủ, phải đạt điều kiện gì thì mới được đây. hồng bá nhịn không được mà mở miệng. hắn vì thiên cơ vạn tượng công nên mới gia nhập thiên cơ lâu, không thể đạt được. vậy thì có cái tác dụng gì chứ? là phụ thuộc vào tư chất thiên phú sao? có vẻ như không phải là thế. Dương quá còn là thiên tài trên tiềm long bảng Còn không có vào được Vậy thì thiên hạ này có mấy ai có thể tiến vào được chứ Hơn nữa Nếu mà phụ thuộc vào tư chất Thì lâu chủ cũng sẽ không có tỏ vẻ thần bí đến như vậy Lúc trước lâu tủ Lâu chủ cũng đã nói Đệ tử thiên cơ lâu đều có thể học thiên cơ và thượng công Càng giải thích rõ ràng không cần tư chất Lưu tiêu cười cười Không có trả lời hùng bá Các người ai lên tiếp thử xem Yên tâm, Ánh sáng kia chỉ bay xích người vì các ngươi không đạt được điều kiện mà thôi, chứ sẽ không làm các người bị thương. Lưu Tiêu sau đó nhìn mọi người ở xung quanh nói, đương nhiên vẫn phải là đệ tử Thiên Cơ Lâu. Nếu không phải là đệ tử Thiên Cơ Lâu mà dám tới gần truyền thừa tháp bị giết chết thì đừng có mở trách bổn lâu chủ không có nhắc nhở các ngươi. Có mấy người ở Thiên Cơ Lâu muốn lặng lẽ đi vào từ lúc này sắc mặt đại biến dẹp bỏ ý nghĩ điều đó ngay. Huynh đệ bọn ta tới Khấu trọng và từ từ lăng đứng ra Nhưng bị đẩy lùi Sau đó mấy người A Phi Chu chỉ nhược thành thị phi tiến lên Cũng bị đẩy lùi Đại tông sư như cổ tam thông tiến lên trước Tương tự cũng bị đẩy lùi Tống quyết và hùng bá liếc nhau Hai người cùng nhau liên thủ tiến lên Bọn họ cho rằng cần phải phá hòa hào quang Thì mới có thể đi vào Ba người chúng ta liên thủ Lúc này cổ tam thông bạo phát kim cường bất hoại thần công Đứng song song với tống quyết hùng bá Tống quyết quát lạnh một tiếng Đào khí đã đạt đến cấp bậc bạch ngân Lúc này phá thể mở ra Đạo đao này xuất hiện trong tay Hùng bá thì song quyền Một mảnh băng hàn vận dụng thiên dương quyền Ba vị cao thủ đại tông sư Muốn lên thủ phá vỡ truyền thừa tháp Lưu tiêu cũng không nói gì Chỉ lặng lặng mà nhìn lúc này hào quang phía trên truyền thừa tháp lần nữa phát sáng liên tiếp quát lớn ba người hùng bá đều xuất thủ cùng nhau công kích về phía hào quang đao khí bạch ngân trong nháy mắt tàn biến thiên thương quyền của hùng bá trực tiếp bị đánh trở về làm đóng bằng cơ thể hắn kim cương bất thoại thần công của cổ tam thông kim sắc trong nháy mắt biến mất đồng thời ba người thổ huyết bay ngược xung quanh lúc này đều là âm thanh hít lạnh khí lúc này lưu tiêu mới lên tiếng đừng có mà dùng vũ lực mà để phản kháng. Các ngươi càng phản kháng, lực phản chấn sẽ càng mạnh. Nếu các ngươi toàn lực phản kích, thì có thể sẽ đại bị đánh chết. Sao người không nói sớm chứ? Ba người hùng mã thổ huyết, ánh mắt vô cùng u oán nhìn về phía trời thừa tháp, cũng càng thêm ngưng trọng. Ba người bọn họ liên thủ với nhau đều có thể giao thủ với võ thánh, thế nhưng cả đám lại bị thương chỉ trong nháy mắt. Thám hòa lang, ngươi lên thử xem đi, Lưu Tiêu nhìn về Lý Tầm Hoan. Hiện tại đệ tử Thiên Cơ lâu còn chưa có mấy người tiến lên từ Được. Lý Tầm Hoan cười, chậm rãi đi về phía truyền thượng tháp. Hắn ghi nhớ lời của Lưu Tiêu, không nghĩ tới việc phản kháng. Có người thì trợn mắt ngoác mồm. Lý Tầm Hoan tiến vào truyền thượng tháp mà không có xảy ra biến hóa gì. Ối, Lý Lý Tầm Hoan vào trong rồi. Trong mắt của mọi người suýt nữa trợn tròn cả lên hùng bá thiên đào thống quyết và cổ tam thông liên thủ đều không đi vào được truyền thừa tháp lý tầm hoan không chút áp lực nào liền đi vào dễ như là cơm bữa Alo lâu chủ vị vì, vì thiên phú sao a à, phi hô lên tiểu lý tam hoa tư chất đứng thứ ba trên tiệm long bảng bàn về thiên phú e là thiên đào thống quyết nửa bước võ thánh hùng bá cũng phải kém hơn hắn lý tiêu sau đó lắc đầu không phải Lúc này vẻ mặt của Lý Tầm Hoan ngơ ngác bước ra Vậy mà mình có thể đi vào Thậm chí hắn còn chuẩn bị tinh thần Bị người ta cười vào mặt Đại ca sao, sao ngươi đi vào được trong vậy A à, Phi hô to Ờ ở cái này cứ, cứ đi vào như thế thôi Lý Tầm Hoan nhún vai Biểu thị mình cũng không có rõ Thôi ta đi lĩnh ngộ thiên cơ Và tự công trước đây Lý Tầm Hoan đã sớm không nhịn được Chợt lách người Hắn lần nữa biến mất trước mặt mọi người Cảnh tượng này khiến cho bọn hùng bá thống khuyết đỏ bừng cả hai mắt. Bọn họ liều mạng còn không vào được truyền thừa tháp. Lý Tuần Hoan, Lý Tầm Hoan này lại đi ra đi vào như là đang đi dạo quanh sân nhà hắn. Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Trường 296 Kiếm Thần Bảng Trung Linh, ngươi đi vào thử xem. Lý Thiếu kêu Trung Linh, theo danh sách mà hệ thống đưa ra, Trung Linh cũng có thể đi vào Đoán chừng là vì quan hệ của hai người dẫn tới việc lòng trung thành của Trung Linh đối với Thiên Cơ Lâu tăng vọt nên nàng mới có thể đi vào. Được. Trung Linh rất nghe lời đi về phía truyền thừa tháp. Cũng giống như Lý Tẩm Hoan trước sự ngỡ ngàng của mọi người Trung Linh tương tự cũng có thể tiến vào. Không, không liên quan đến Thiên Phú. A à Phi thì thào Trung Linh còn không lên tiệm Long Bảng hiển nhiên là có tư chất không bằng những người trên tiệm Long Bảng như bọn hắn Lô chủ rốt cuộc phải đặt điều kiện gì mới có thể đi vào đây? Dương quá không cam lòng hỏi. Thần công thì đang ở trước mắt nhưng lại không có lấy được. Hắn rất không cam lòng. Lưu tiêu nói. Các ngươi tự suy nghĩ đi. Đặt điều kiện thì các ngươi hiển nhiên có thể đi vào trong. Còn không đạt được thì như ta nói các ngươi không có cách nào mà tiến vào trong đâu. Đám người dương quá đành phải ngậm miệng lại. Nếu như Lưu tiêu không muốn nói thì ai hỏi thì cũng vô dụng. Được rồi, mạnh ai liệt làm việc đấy đi. Hiện nay các ngươi đều không thể đi vào, sau một khoảng thời gian nữa thì tới thử lại lần nữa đi. Vung tay lên, mọi người rời khỏi nơi này chỉ để lại Trung Linh và Lý Tẩm Hoàn lĩnh ngộ thiên cơ và tượng công bên trong truyền thừa tháp. Lưu chủ, mở phòng chữ thiên cho ta. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Lưu Tiêu cười cười nói với chủ chỉ nhược. Nghe được giọng nói này, theo bản năng phát động ra năng lực phân tích rồi ngẩng đầu lên có thể mở được phòng chữ thiên địa vị nhất định không đơn giản hơn nữa nghe giọng này lưu tiêu trong nháy mắt liền đoán được người nọ là mỹ nữ ngẩng đầu một cái một nữ tử mặc áo đen đứng trước người theo bản năng trong đầu của lưu tiêu hiện lên một ý nghĩ nữ nhân dám mặc áo đen vóc người thường sẽ rất thon thả mộc quyền thanh chính là người như vậy Nữ tử trước mắt tương tự cũng là như thế Loại cảm giác hiên ngang khí thế Lúc này đã phả vào mặt Tính danh Lạc Tiên Thân phận Thân mẫu thiên môn Đệ tử Đế Thích Thiên Tu vi nửa bước võ thánh Võ học thánh tâm quyết tàn Mục đích phụ mệnh Đế Thích Thiên Để tìm hiểu về thiên cơ lâu Lạc Tiên sao Hai mắt của Lưu Tiêu sáng lên Lão ô quy đế thích thiên không dám tới tiền cờ lâu Nhưng lại phái lạc tiên tới đây Đối với nữ tử này Lưu tiêu cũng có ấn tượng cực sâu Tuy rằng kết cục của nàng không tốt Nhưng cũng là người dám yêu dám hận Đương nhiên ngọn nguồn bi kịch của nàng Là vì đế thích thiên Đế thích thiên trong lòng của nàng Đã là thâm thâm căn cố đế Tựa như là thần nhân Đế thích thiên này Quả nhiên là coi trọng lạc tiên Lưu tiêu thầm nghĩ Đế thích tiên vì muốn lạc tiên có thể sống lâu thêm mấy năm, kéo dài tuổi thọ. Vậy mà lại căn lòng mà truyền thụ thánh tâm quyết cho lạc tiên. Đối với đế thích tiên, lòng dạ độc ác này, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Điều tiêu cũng không có bại lộ thân phận của lạc tiên. Đế thích tiên muốn dò xét tận đáy. Vậy thì để cho hắn dò xét tận đáy đi. Thiên cơ lâu là cái hố sâu không thấy đáy, không phải ai cũng có thể điều tra rõ được. Lưu Tiêu thậm chí đều còn đang suy nghĩ có cần phải làm bộ làm tịch cho Lạc Tiên biết gốc các của Thiên Cơ Lâu để dụ cái lão ô quy đế thích tiên tới Thiên Cơ Lâu hay không đây. Cái lão gia hỏa đó giống mấy nghìn năm tuyệt đối đã biết không ít thần công. Trên người hắn có máu phượng hoàng đó không là một thứ đáng mà để nghiên cứu. Không nhiều lời, rất nhanh mở gian phòng chữ thiên cho Lạc Tiên. Ồ, ôi mỹ nữ! ai lâu chủ đúng thật là háo sắc mà, lần này sao lại thành thật như thế nhỉ? Ở lâu chủ mới đổi tính rồi hả? Lạc tiên xuất hiện hiển nhiên khiến cho bọn sắc lang trong thiên cơ lâu cảm thán không thôi. Lưu tiêu đang suy nghĩ có cần phải nói ra tu vi nửa bước võ thánh của lạc tiên do cho bọn họ một chút hay không đây? Cái đám háo sắc các người thật sự cho rằng ta cũng xấu xa như các người sao? Lưu tiêu lời lẽ chính nghĩa, trên thực tế hắn cũng không có hứng thú với lão bà bà. Vì để cho lạc thiên trưởng sinh, đế thích thiên mới chuyển thụ thánh tâm quyết cho lạc tiên có thể tưởng tượng vị lạc thiếc này sống đã rất lâu. Chưa kể có tu vi nửa bước võ thánh, Coi như là thiên phú cường thịnh và có thêm thánh tâm quyết. Nhưng đối với một, đối với một lão a di bà 40 tuổi, lưu tiêu quả thật là không có tí hứng thú nào cả. Đưa dẫn được một hồi, lưu tiêu quyết định lần nữa công bố bảng xếp hạng mới. Công pháp độc nhất của lâu chủ hắn còn chưa có mở khóa, nhất định là phải tiếp tục cố gắng thêm. Nghe được bảng xếp hạng ra đời mọi người lần nữa chạy ra trong thì người lâu bắt đầu nhộn nhịp hẳn bản lên bảng xếp hạng lần này bộ lô chủ đặt tên là kiếm thần bảng đây là muốn xếp hạng các cao thủ kiếm đạo ở cửu châu sao mọi người đều lộ ra thần sắc ý động kiếm thần bảng võ lâm thần thoại vô danh sẽ đứng đầu bảng đây Hay kiếm thánh độc cô chắc chắn sẽ có một chỗ mà vì kiếm đạo đại tông sư ẩn thế phong thanh dương kia của Hoa Sơn Vái cũng có thể lên bảng chứ. Rất nhiều người bắt đầu tán dương thần tượng ở trong lòng bọn họ. chương 297 Thua một con chim Liệu ta có thể lên bảng không? Kinh vô mệnh suy nghĩ Từ sau khi tiềm long bảng Hắn không còn xuất hiện trên bất kỳ bảng xếp hạng nào của Thiên Cơ Lâu Trong lòng khao khát được lên bảng thêm lần nữa Để chứng minh thực lực kiếm đạo của mình trong mắt Sư Vi Huyên hưởng hực khí thế Sư phụ Phạm Giang Huệ của ta Tu từ Hàn từ hàn kiếm điển Cảnh giới kiếm đạo của nàng Đã đạt đến cảnh giới thứ ba của kiếm linh hoàn vũ Của từ hàn kiếm điển Bàn về cái cảnh giới kiếm đạo cửu châu không có bao nhiêu người có thể bắt kịp nàng đi Từ hàn kiếm điển Vốn chính là một trong bốn kỳ thư của võ lâm Dự tinh diệu trong kiếm đạo Thế nhân khó có thể phỏng đoán Lưu Tiêu nói Kiếm thần bảng sẽ xếp hạng 10 người có tu vi kiếm đạo mạnh nhất. Quy tắc xếp hạng không dựa vào tu vi công lực cũng không dựa vào chiến lực. Tiêu chuẩn duy nhất chính là mức độ tinh thông đối với kiếm đạo. Chỉ cần kiếm đạo cao thâm, coi như chỉ có tu vi tiền thiên cũng có thể lên bảng. Trong bóng tối, đi tiêu bắt đầu câu thông với tiền cờ lâu. Suy tính 10 vị cao thủ kiếm đạo mạnh nhất kiểu châu. A Phi mừng rỡ, Nói như vậy chẳng phải hắn cũng có cơ hội lên bảng hay sao? Vì kiếm cách A à Phi cũng không phải là hạng người vô danh, khoái kiếm đời tay, hung danh hiển hách trong trốn giang hồ. Alo chủ, liệu kiếm thần có lên bảng không? Dương quá hâm mộ nhìn về phía của kiếm thần lạnh khốc ở một bên. Cực kỳ là ước ao. Kiếm thần là một vị kiếm đạo đại tông sư tân tấn, còn là đệ tử của vô danh, tu thành tuyệt học mạc danh kiếm pháp của kiếm tông. Nếu mà không xét tu vi, tỷ lệ kiếm thần lên bảng là cực kỳ cao. Có thể lên kiếm thần bảng thì sẽ được dương danh trước mọi người. Đáng tiếc, hắn còn quá trẻ, chưa có trưởng thành. Ngoại trừ tiềm năng bảng ra, hắn không có lên được những bảng xếp hạng khác. Lúc này thì cơ lâu vừa vặn có kết quả suy tính. Lưu Tiêu nghe vậy lắc đầu nói. Để lên kiếm thần bảng, hắn còn kém một chút. Trong mắt của mọi người đều trừng ra ngoài, Đệ tử vô danh Một vị kiếm đạo đại thông sư còn không có lên bảng Ê ta, Cao thủ kiếm đạo ở Kiều Châu Lợi hại như vậy sao Ê, Không ngờ rằng kiếm thần còn không có tư cách lên bảng Ở lâu chủ đừng có đùa quá trớn thứ Kiếm thần mà không có lên bảng Vậy những kiếm cách như bọn ta thì tính sao đây Ở à, lâu chủ làm phiền ngươi hôm nào đó Mà xếp hạng lâu la bảng Ta cảm thấy có thể lên bảng đó Không có lên bảng Kiếm thần hô hấp đình trệ Trong tròng mắt như là muốn trừng ra ngoài Hắn cho rằng kiếm đạo của mình cũng chỉ có sư phụ vô danh mới hơn hắn, cùng lắm thì có thêm kiếm thánh độc cô. Nhưng không ngờ rằng kiếm thần hắn đây ngay cả chót bảng còn không có lên được. A Phi và Kinh Vô Mệnh nghe thế kiếm thần không được lên bảng trực tiếp thì hụt hẫng. Đúng là một quả hùng tâm bị dập tắt ngay tại chỗ. À, lâu chủ, lâu chủ, nói mau đi chứ, bọn ta gấp lắm rồi đây. Kiếm thần không có lên bảng, thế thì có thể tưởng tượng được chất lượng của kiếm thần bảng mọi người đều trở nên gấp gáp lưu tiểu nói kiếm thần bảng lần này chỉ là 10 người kiếm thần bảng hạng 10 thần điêu thần điêu mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra cái tên này nghe giống tên của không giống tên người của chút nào ở lâu chỗ người có chắc mình không có nói sai xa điêu thành thần điêu không vậy chứ có người mở miệng nói So với thần điêu, gia điêu càng giống tên của một người hơn. Vì cái tên thần điêu này nghe càng giống một động vật nào đó. Một động vật lên kiếm thần bảng, mọi người đều cảm thấy có chút cổ quái. Liêu tiêu bắt đầu lắc đầu. Chính là thần điêu. Đương nhiên đây cũng không phải là con người, mà là một con chim khổng lồ kỳ dị, trí tuệ không thua gì con người. Thật đúng là không phải người. Mọi người lập tức chấn động. Một con chim lên kiếm thần bảng, Chuyện này thật đúng là vãi trường Ê, Vậy ta vậy mà không bằng một con chim Kiếm thần ngây dại ra ngay tại chỗ Trận mắc ngoác mồm Một con chim lên kiếm thần bảng Lâu chủ ngươi có chắc không có đùa bọn ta đấy chứ Ê, Ta thấy con chim này nghịch thiên thật Thế mà lên được kiếm thần bảng À, lâu chủ thần điều này chẳng lẽ một một con thần thú như là long quy phượng hoàng sao Nhắc tới năng lực tứ đại thần thú Mọi người đều có thể tiếp nhận hiện thực này Nội lực có thể giúp người ta trưởng sinh bất lão đều có Một con chim học được kiếm pháp Thật đúng là không có gì kỳ lạ Trên thực tế Nhìn thấy thần điêu bên ngoài đọc cô cầu bại lên vàng Lưu tiêu cũng thấy có chút ngỡ ngàng Nhưng vừa nghĩ tới Thần điêu bồi bạn bên cạnh đọc cô cầu bại Lâu như vậy Kiếm đạo ắt hẳn có thông thần Học được một ít bản lãnh kiếm đạo của độc cô cầu bại Cũng không có gì là lạ lạ phải biết rằng độc cô cỏ bại chính là nhân vật khủng bố hư hư thực thực phá toái hư không theo những nguyên tắc thần điêu còn dạy huyền thiết kiếm cho dương quá thông hiểu kiếm đạo quả thực là không kỳ quái chút nào lê tiểu nói thần điêu thì không giống tứ thần thú lắm tuy nói tứ thần thú có thần thông quảng đại nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn chỉ như là dã thú trong rừng mà thôi chưa có mở linh trí còn nữa khi vừa sinh ra thần điêu không có những lực lượng siêu phàm như là tứ thần thú. Nó có thể lên kiếm thần bảng này hoàn toàn là nhờ trí tuệ của chính nó. Việc này thật sự là quá thần kỳ. Một con chim dựa vào trí tuệ, ngộ tĩnh để mà lên cao thủ trên kiếm thần bảng. Những nhân sĩ giang hồ luyện kiếm kia chấn động tới mức ngơ ngác, người như là mất hồn. Người cuối cùng lại thua một con chim sao? Trường 298 Chó biết tù luyện ở lô chủ Kiếm đạo của thần điêu này chắc chắn không phải là tự học thành tài phải không? Có người lên tiếng một cách trần trừ. Nếu thật như thế thì là quá dọn người rồi. Cũng có thể như tạ coi như thế. Giống như là mô, môn, môn hầu quyền, trường quyền đang lưu truyền trên giang hồ thôi. Không phải tất cả đều tham quan học tập trên người kỳ vượn, dã thú sao? Lưu tiêu sau đó lắc đầu rồi nói Thật điều này có tu vi kiếm đạo như thế là nhờ nó đi theo một vị đại lão kiếm đạo mưa dầm thì thấm đất Đền mới có thể như thế. Là là vị đại thần nào vậy? Có không ít người nhịn không được mà lên tiếng, chỉ là một con dã thú thôi nhưng nhờ lâu ngày cùng lại ở cùng lại có thể đạt được tu vi kiếm đạo cao đến mưa gió dầm thấm đất. Vậy thì có thể tưởng tượng vị đại lão mà nó ở cùng có tu vi kiếm đạo mạnh mẽ ra sao rồi? Kiếm ma độc cô cầu bại Độc cô cầu bại Lời này vừa dứt thì thiên cơ lâu hô to không ngớt Không ai giữ được bình tĩnh cả Lần đầu tiên cái tên độc cô cầu bại Được nhắc tới là vạn kiếm tể minh Không người nào có thể tranh phong Đi tiểu nói Trước kia độc cô cầu bại Quy ẩn sơn lâm Ngay cả lúc nào cũng làm bạn với thần điêu Cảm nhận sông đối Trong quá trình hắn ngộ kiếm Thì thần điêu luôn đứng ở bên mà quan sát trên việc rất nhiều lần đọc cô cầu bại ngồi bảng về kiếm tâm trước mặt thần điêu. Vào lúc đọc cô cầu bại để lại bốn thanh đại diện cho bốn quá trình trong kiếm đạo của hắn, thì thần điêu đã đạt tới cảnh giới trọng kiếm rồi. Mọi người hít sâu một hơi. Khi đọc cô tiền bối để bốn thanh kiếm lại, thì thần điêu đã đạt tới cảnh giới thứ ba rồi sao? Điều thế thì trí tuệ cùng ngộ tính của nó hoàn toàn không tầm thực tí nào. Ở lâu chủ, Ý người là con thần điêu này vẫn còn sống trên đời hay sao? Thạch Chi Hiên là hỏi. Kiếm thần bảng đương nhiên sẽ không xếp hạng một thứ đã chết. Khi mọi người dần phản ứng lại thì có một số người kinh ngạc tới nỗi đứng cả lên. Nếu thế thì khác nào? Nó chỉ cần tìm được thần điêu liền có thể học được kiếm đạo của độc cô cầu bại rồi. Lưu Tiêu gật đầu. Thần điêu vẫn còn sống. Muốn biết nó ở đâu? Các người có thể dùng tiền mà mua tin tức về nó nhưng mà các ngươi xác định các ngươi đủ lực lượng mà để tới nơi ẩn cư của độc cô cầu bại chứ? Trong giọng của Lưu Tiêu có vài phần chiêu tức, lúc này mọi người mới nhớ tới quang cảnh vạn kiếm tể mình khi trước sợ hãi vô cùng. Nhân vật này kinh khủng tới mức chỉ cần nhắc tên thôi là dị tượng này sinh. Nếu như bản thân dám đi nơi ẩn cư của hắn mà để kinh nhờn thì không biết là sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì nữa. Quên đi, ta cũng chỉ hơi có tò mò thôi, Tề Chi Hiên gượng cười. Nhân vật tuyệt thế như độc cô cầu bại là người mà hắn chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Người khác cũng liên tục lắc đầu, biểu thị bản thân không dám. Ơi, à, một con chim lại có được tu vi kiếm đạo như thế, đúng thật là nghịch thiên mà. Đúng vậy, trời thật kỳ như thế, sợ rằng thế gian là chỉ có một. nếu như mà con chim này xuất thường, thì có lẽ gần là một nửa giang hồ đều sẽ bị đánh bại mất đây. Nhiều nhân sĩ giang hồ cảm thán liên tục, bị kinh hãi trước thần điêu. Lưu tiểu nói Thần kỳ thì thần kỳ Nhưng nếu nói đây là điều kỳ lạ duy nhất trên thế gian Thì chưa chắc đâu Trong chốn giang hồ này Cũng không phải chỉ có một mình thần điêu là thần kỳ đâu Thần điêu không cùng một cấp bậc với tứ thần thú Tuy nhiên có thiên phú dị bẩm Nhưng cuối cùng cũng chỉ là dã thú Nếu muốn nói Thứ gì thật sự thần kỳ hơn thần điêu Thì nhiều lắm Ây lâu chủ Ý của ngươi là sao vậy chẳng lẽ cái con dị thú tinh thông kiếm đạo thần kỳ như là thần điêu này hay sao trung linh chớp mắt to tròn hỏi lưu tiêu lưu tiêu sau đó gật đầu ở đại mạc có một con chó tên là hoàng a cầu mặc dù nó không tinh thông kiếm đạo nhưng nó có thể tu luyện nội công đấy chó tu luyện nội công tất cả mọi người khi nghe tin này thì chấn động cực độ sợ tới mức không nói lên lời thần điêu tu luyện kiếm đạo thì thôi đi bây giờ còn có một con chó tu luyện nội công nữa sao Ê à, mà chứ lâu lâu chủ Người người có chắc trông Không phải là người cứ đang trêu đùa chứ Ê à, chó có thể tu luyện nội công sao Thế giới này đúng thật là quá điên cuồng Nhiều người bắt đầu tham quan của mình Dần dần bị bớt bụng. Chẳng lẽ là con chó của cầu tập trùng kia sao Tạ yên khách như nhớ ra cái thứ gì đó Hắn nhớ rằng Mỗi khi cầu tập trùng bắt đầu tu luyện Thì A Hoàng cũng dần chạy lại gần ngồi một bên bắt trước như là đang thủ luyện lưu tiêu nói a hoàng này có công lực không yếu tí nào nếu như lấy cảnh giới bây giờ mà để so nội lực của nó thì đã đạt tới mức nửa bước tông sư sắp thành một cao thủ tông sư rồi lưu tiêu còn nhớ rất kỹ ở trong nguyên tắc khi thì vợ chồng thạch thanh tìm tới thạch phá thiên thì gặp phải a hoàng Cả hai muốn chạm vào A Hoàng nhưng cuối cùng lại bị nội lực của A Hoàng đẩy ra, không thể đụng vào. Phải biết rằng tu vi của hai vợ chồng Thạch Thanh trong nguyên tắc cũng đã gần bằng tạ yên khách cùng với Bạch Tự Tại rồi. Nhưng không ngờ nội lực của hai cao thủ tuyệt đỉnh này lại không mặc A Hoàng. Nếu như không có bất ngờ gì thì A Hoàng đã tu luyện công pháp giống với Thạch Phá Thiên, viêm viêm công trên tâm pháp thiên bảng, chỉ có luyện thành nó mới khiến cho A Hoàng có công lực cao như vậy thôi mươi 299 Không bằng cả chó Ê, Má đó chứ Chó cũng sắp thành tông sư rồi Ê, ta, ta đây mới chỉ có tiền thiên ai à, Hoa ra ta không cả bằng một con chó sao à, Mẹ nó chứ Con chó này đã thành tinh rồi Không biết thì của nó sẽ có mùi vị như nào nhỉ ai à, Ta đúng quả thật là vế vật Không cả bằng một con chó Trời à, không lẽ trong tương lai sẽ xuất hiện cầu tông sư sao? lời của người này quả thật khiến cho tất cả tông sư trong thiên cơ lâu căm phẫn vì nó không khác nào gì mắng bọn họ cả mọi người dần dần cảm giác kiều châu càng lúc càng biến thái tạ ân khách muốn lên tạ ân khách muốn lên tiếng mà để hỏi đó có phải là ao hoàng của cầu tập trùng hay không nhưng khi hắn nhìn lại hầu bao của mình thì chỉ có thể im lặng mà ngậm miệng lại đối với hắn tiền còn phải tiêu phí ở chỗ chính đáng như là thuê phòng của thiên cơ lâu chứ không phải là đi mua tin tức của một con chó dù có mua thì cũng chẳng có được gì Dù sao A Hoàng cũng chỉ nghe lời của cái tên cầu tập trung đó mà thôi Ngay cả hắn cũng không biết quá nhiều về A Hoàng Lưu Tiêu nói tiếp Đứng thứ 9 trên kiếm thần bảng Kiếm tham Kiếm tham Mọi người ngơ ngác Không biết đây là nhân vật nào cả Trong mắt của Hùng Bá lóe lên tia sáng Kiếm tham Ý của lâu trụ là vị kiếm tham Nguyện kiếm như là mạng đi khắp thiên hạ mà để thu thập các loại danh kiếm kia. Hắn biết người này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là cao thủ nguyên châu, thảo nào mọi người chưa từng nghe nói qua. Nguyên châu quả thật có bài ngoại quá mức nên cũng chỉ có một vài người nổi danh ở châu khác mà thôi. Lâu chủ nghe nói rằng người này biết được ngự kiếm thuật, có thể nói là thủ đoạn của thần tiên, không biết thật thay giả đây. Kiếm thần cũng đặt câu hỏi hiển nhiên đi Nhi cũng biết kiếm tham là ai ngự kiếm thuật sao mọi người trận to hai mắt hít một hơi thật sâu kiếm thuật là thủ đoạn ngự kiếm thuật là thủ đoạn của thần tiên trong truyền thuyết đấy vì sao lý thái bạch được người người đời xưng là kiếm tiên bởi vì hắn đã từng ngự kiếm lần đầu của địch nhân ở xa trăm dạo lưu tiêu nói kiếm tham bởi vì tính cách nghiện kiếm như mạng đi khắp nơi thu thập các danh kiếm nên biệt hiệu là kiếm tham Kiếm đạo của hắn thật sự là gần đạt tới mức đỉnh cao rồi. Còn về phần ngự kiếm thuật cũng chỉ là phương thức sử dụng kiếm quỷ dị mà hắn nghiên cứu được ra mà thôi, không phải là ngự kiếm thuật thật sự. Nhưng dù thế chiêu của ngự ngụy ngụy ngự kiếm thuật của hắn cũng không phải là người bình thường có thể phá giải được đâu. Kiếm thần có cảm giác thất vọng cực kỳ. Mục tiêu đầu tiên của hắn là noi theo vô danh đánh bại độc cô sau đó là đi tìm kiếm tham chứng kiếm ngự kiếm thuật thần kỳ của y. Lúc này khi nghe Lưu Tiêu nói đó không phải là ngự kiếm thuật, thực sự thì hắn không còn gì nữa. Thì ra là thế, Hùng bá cũng gật đầu, nếu thật sự kiếm tham học được ngự kiếm thuật chân chính thì hắn hẳn cũng chỉ đứng thứ 9 trên kiếm thần bảng thôi, hắn phải là đứng nhất chứ. Lưu Tiêu nói tiếp, đứng thứ 8 trên kiếm thần bảng, đằng nhĩ đi cách đây là cao thủ kiếm đạo của Ba Tư Tuyệt học là lưỡng nghi kiếm pháp Người này ta từng nhắc qua rồi Hiện tại không có nhắc nữa Đứng thứ bảy trên kiếm thần bảng Phong Thanh Dương Đứng thứ sáu trên kiếm thần bảng Trai chủ của từ hàng tĩnh trai Phạm Thanh Huệ Việc Phong Thanh Dương cùng Phạm Thanh Huệ lên bảng Cũng không ngoài ý muốn lắm Dù sao kiếm kỹ mà bọn án tu luyện Đều nằm trong tuyệt học thiên bảng Hơn nữa lúc trước Lưu Tiêu đã từng giới thiệu qua rồi nên nhiều người cũng biết kiếm đạo của cả hai cao siêu ra làm sao Đứng thứ năm trên kiếm thần bảng Kiếm ma Tất cả mọi người giật mình Là đại lão độc cô cầu bại sao Lưu tiểu thấy thế thì lên tiếng Đây không phải là độc cô cầu bại Tên kiếm ma này Còn thua độc cô cầu bại nhiều lắm Mọi người cũng hú vía Con tưởng rằng độc cô cầu bại còn sống ở đây Chưa có phá toái hư không thì chứ Alo chủ đây là cái tên cuồng đồ nào thế Lại dám dùng cái lại danh hào của độc cô cầu bại tiền bối Ờ à, kiếm mà Giao hỏa này là ai vậy Tên này không biết danh hiệu này đã từng là danh hiệu Của một vị nhân vật tuyệt đỉnh vang dội của Kim sao Lại còn dám khinh nhờn đại lão độc cô cầu bại Người này đúng là muốn chết đây Sau khi lưu tiêu kể sự tích của độc cô cầu bại ra Thì đã có rất nhiều người bắt đầu say mê hắn Lúc này khi nghe có người dám dùng danh hiệu kiếm ma Thì không ít người hâm mộ độc cô cầu bại đều bắt đầu mắng chửi. Trong lòng bọn hắn thì danh hiệu kiếm ma này chỉ thuộc về một người độc cô cầu bại mà thôi. Bất kỳ ai dám dùng danh hiệu này đều là một thụ khinh nhờn đối với độc cô cầu bại. Đây là phương người phương nào thế? Sao có thể xứng với hai chữ kiếm ma? Về mặt kiếm thần bắt đầu trở nên lạnh lùng. Phải biết rằng khi câu nói của độc cô cầu bại vừa được truyền ra thì sư phụ của hắn liền nhìn rõ được phương hướng. Người mà ngay cả sư tôn vô danh của hắn đều tôn sùng Thì không phải cái tên vô danh nào mà cũng có thể vấy bẩn được Hùng bá trầm giọng nói Ê lâu chủ Cái tên kiếm ma mà người nói Có phải là vị cao thủ kiếm đạo bỗng nhiên biến mất Ở mấy mấy năm trước phải không Trường 300 Chuyện cầu huyết Trong thiên cơ lâu Lúc này ngay cả đám người Hoàng Dược Sư Nhất Đăng Đại Sư đều đang ngơ ngác không biết cái vị kiếm ma này là ai. Chỉ có riêng Hùng Bá là nhớ tới nhân vật tuyệt thế này. Đúng vậy, chính là người đó. Lưu Tiêu gật đầu. Kiếm ma đã biến mất trong giang hồ được vài chục năm rồi. Lại còn là cao thủ Nguyên Châu nữa. Nếu chỉ có Hùng Bá biết cũng không có bất ngờ gì. Hùng Bá Huỳnh biết người này sao? Thấy dáng vẻ ngương trọng của hùng bá thì thiên đạo thống quyết cũng hiếu kỳ vô cùng nhân vật có thể khiến cho hùng bá coi trọng như vậy chắc chắn không phải là người bình thường không nói những thứ này nhìn dáng vẻ của hùng bá là biết thành tựu trên kiếm đạo của người này đã được y tán thành rồi hùng bá gật đầu lục hắn xuất đạo đã lấy kiếm đạo khiêu chiến quần hùng tại nguyên châu chưa một lần thất bại cho tới nay khi gặp được kiếm thánh độc cô mới thua dưới kiếm của y hóa ra nhân vật đáng sợ như vậy sao Tổng quyết hứng thú vô cùng có thể giao thủ với độc cô thì chứng tỏ ra hỏa này cũng khủng bố đấy hơn nữa với sát tính của độc cô mà người này còn có thể sống sót tới nay chắc chắn không phải là do kiếm thánh độc cô lưu tình hẳn là do kiếm đạo của hắn cao siêu ngay cả độc cô cũng không thể giết hắn những người khi nãy kêu gào người này không xứng danh hiệu kiếm ma thì lúc này đều ngậm miệng lại không có dám lên tiếng. Ơi lâu chủ, trên giang hồ của Nguyên Châu truyền rằng người này sau khi khiêu chiến độc cô thì đã bị giết chết cho nên mới tuyệt tích trên giang hồ chẳng lẽ kiếm ma vẫn còn sống. Hùng má nhìn về phía lưu tiêu nếu như kiếm ma vẫn còn sống thì chắc chắn lúc này tu vi của y không thua kém gì hắn cả. Quả nhiên suy nghĩ xưng bá thiên hạ của mình Trước khi đúng thật là Người si nói mộng Những tên khó chơi này Không hiểu vì sao Cứ thích ẩn núp lánh đời làm cái gì không biết Bản thân mình còn không biết được một góc băng sơn nữa chứ Đừng nói là tranh bá thiên hạ Sống bắn chim đầu đàn Cuối cùng bản thân lại trở thành Con cờ trong tay đế tích thiên Nếu không phải nhờ thiên cơ lâu bỗng xuất hiện này Thì sợ rằng bản thân chết Cũng không biết chết như thế nào Lưu Tiêu tiếp tục gật đầu. Hắn vẫn còn sống, nhưng mà chuyện của hắn hơi cầu huyết một tí thôi. Cầu huyết. Chẳng lẽ Kiếm Ma không đi khiêu chiến lại độc cô để lấy danh dự hay sao? Nếu được xưng là Kiếm Ma, thì đương nhiên hắn phải truy cầu Kiếm đạo đến cực độ, coi Kiếm đạo như là mạng chứ. Lâu chủ, xin hãy kể cho. Lòng hiếu kỳ của hùng Bá được đốt cháy hừng hực. Đối với nhân vật tuyệt đỉnh như Kiếm Ma, thì hắn không thể nào nói là không có hứng thú được. Kiếm ma bị kiếm thánh độc cô đánh bại Sau khi trở về Thì hắn tổng kết được lý do Mà hắn thua kiếm thánh độc cô Hắn cho rằng bởi vì kiếm của hắn Không phải là vô song thần kiếm Cho nên mới thua Thế nên lúc này hắn bắt đầu vừa tu luyện kiếm đạo Cũng vừa đi tìm thần binh Có thể sánh ngang với vô song thần kiếm Để có thể trả lại mối thù Năm xưa với độc cô Mọi người ở đây đều gật đầu Việc này cũng có thể lý giải được Giữa tranh phong của hai cao thủ kiếm đạo có trình độ sàn sàn nhau thì binh khí của ai lợi hại hơn người đó thắng. Uy danh của kiếm thánh độc cô một phần là nhờ thần kiếm song vô song kiếm, thần binh gia truyền của vô song thành. Vì thế nên kiếm ma à đi hỏi thăm khắp nơi, rốt cuộc hắn biết được một tế gia rèn kiếm ẩn núp ngàn năm là bái kiếm sơn trang nơi này không chỉ thu thập vô số danh kiếm mà khí thật tiền đúc của bọn hắn cũng xứng đáng với danh đệ nhất võ lâm vì cầu kiếm nên kiếm ma mới đi tìm bái kiếm sơn trang nhưng mà khi bái kiếm kiếm ma này tìm được bái kiếm sơn trang thì hắn không lo tìm thần kiếm nữa mà hắn đã bị say đắm trước sắc đẹp của phu nhân trang chủ bái kiếm sơn trang đây từ đây trong lòng của kiếm ma không còn kiếm nữa chỉ có ngao phu nhân của bái kiếm sơn trang mà thôi mọi người nghẹn họng chân chối một đời kiếm ma kiếm đạo có thể tranh phong vùng cùng với kiếm thánh độc cô cuối cùng kiếm thánh không thể bẻ gãy hùng tâm của hắn nhưng lại chỉ chịu quỳ gối dưới váy của một vị phu nhân hay mà chứ ngã phu nhân này thật sự là quá trâu bò ai muốn thử chứng kiến nhan sắc của vị ngã phu nhân này quá đi nữ nhân quả nhiên chỉ có thể ảnh hưởng tới việc tu luyện thôi hùng bá lúc này cũng không biết nói gì thêm nữa cao thủ kiếm đạo sĩ si kiếm một đời như kiếm ma Nằm đó không biết phong thái vô địch ra sao quét ngang nguyên châu vô địch thủ nhưng ai có thể nghĩ tới lý do mà hắn biến mất không phải là do tử vong mà là do ái mộ một vị phu nhân đã có chồng nên mới quyết định tuyệt tích trên giang hồ lưu tiêu tiếp tục nói hắn mê nga phu nhân tới nỗi quên đi đông tây nam bắc vì để đạt được ngao phu nhân mà hắn giết chết trang chủ bái kiếm sơn trang cũng là chồng của nàng. Sau khi giết xong, hắn liền đi vào bãi kiếm sơn trang, quỳ ngày đêm mà để cầu Nga phu nhân lấy hắn. Các người không có nghe lầm đâu, hắn thật sự đắc quỳ xuống đất. Đường đường là kiếm ma, quỳ trước phòng ngủ của Nga phu nhân mấy ngày, cầu nàng lấy hắn. Ê, chuyện này thật sự là quá cậu huyết đi. chương 301, Võ Lâm Thần Thoại chỉ xếp hạng thứ hai ngay cả hùng bá cũng đờ cả ra mẹ nó chứ đây còn là kiếm mai sao người này không xứng với kiếm đạo kiếm thần nói ra mấy chữ thân sắc vô cùng lạnh lùng liêu tiêu nói kiếm ma hoàn toàn mê đắm nga phu nhân rồi vì để lấy lòng của nàng hắn đã giết chết chính thê tử của mình sau đó đã hủy đi dung nhan của nhi tử nhưng dù như thế nga phu nhân vẫn không gả cho hắn còn nữa các ngươi hoàn toàn không biết hắn mê sành mê ngao phu nhân tới mức độ nào đâu. Dù làm ra nhiều chuyện ác như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ dùng bạo lực đối với Nga Phu Nhân. Thậm chí dưới sự thỉnh cầu của Nga Phu Nhân, thì kiếm ma còn thu con trai của nàng làm đồ đệ, sau đó dạy võ công cho hắn nữa. Nga Phu Nhân cố gắng lá mặt lá trái với kiếm ma, vì đợi một ngày con trai của nàng có thể học xong hết võ công của y, sau đó báo thủ cho trượng phu. Đáng tiếc con của nàng cũng chỉ là một đống bùn nhão, không dính được lên tường mà thôi. Còn việc kiếm ma ngày nào cũng quỳ trước phòng ngủ của Nga Phu Nhân đã trở thành một thói quen kỳ lạ. Lý Tiêu lúc này cũng không biết nói cái gì. Trong nguyên tắc thì tất cả tiền bối của bái kiếm Sơn Trang hao tốn tâm huyết cả ngàn năm, sắp đúc thành tuyệt thế hảo kiếm rồi. Bắt đầu con trai của Nga Phu Nhân hoàn toàn có cơ hội lấy được nó, nhưng mà do hắn không chịu nổi thống khổ Không có dũng khí để đi bước ra một bước cuối cùng Thế nên mới bỏ lỡ Khiến cho bộ kinh vân được lợi Còn về phần kiếm ma Thì hết thuốc chữa rồi Người này dám giết cả trượng phu của người ta Nhưng lại không dám dùng sức mạnh với ngà phụ nhân Đây không phải là một tên ngu ngốc hay sao Đến lúc chết cũng không có lấy được gì à, Quả nhiên là kỳ lạ à, Kiếm ma đã phế rồi Thật là vũ nhục danh hiệu kiếm ma này. Người này lên bảng không khác nào đang sỉ nhục kiếm thần bảng cả. Trong thiên cơ lâu, lúc này tất cả mọi người đều chửi rủa kiếm ma. Một tên phế vật, không ngờ lúc trước ta lại coi trọng người như thế. Mặt của hùng mã lạnh lẽo, không thèm quan tâm tới kiếm ma nữa. Tống Quyết cũng thất vọng hoàn toàn, đồng thời cũng thấy may mắn. Hết mà mình lấy một lão bà xấu về, nếu không sợ rằng sau này hắn cho kết cục như là trang chủ bái kiến sơn chẳng mất. Quả nhiên, phụ nữ là chỉ ảnh hưởng tới việc rút đào của hắn mà thôi. Đứng thứ tư trên kiếm thần bảng, kiếm hoàng. Kiếm hoàng, hoàng giả trong kiếm đạo. Ê, thật là cuồng vọng. Lời của Lưu Tiêu vừa dứt thì mọi người sôi trào hết cả lên. Rốt cuộc, người này có kiếm đạo nghịch thiên tới mức nào mới có thể tự xưng bản thân mình là kiếm hoàng thế. Lúc này ngay cả hùng bá cũng lắc đầu, tới cả hắn cũng chưa từng nghe qua cái danh hào kiếm hoàng này, nhưng kiếm thần lại lên tiếng. Người mà lâu chủ nói có phải là một vị tiền bối trong kiếm tông của ta không? Lưu tiểu đáp, đúng thế, chính là hắn đấy. Nhưng mà kiếm hoàng tự xưng mình là kiếm hoàng, không phải là vì hắn thấy kiếm đạo của bản thân vô địch thiên hạ, nên tự xưng là hoàng giả của kiếm, Chữ Hoàng có được là bởi vì kiếm Hoàng có một thân phận khác, đó chính là hoàng tử của một quốc gia. Nhưng bởi vì hắn si mê kiếm đạo, lúc nào cũng truy cầu cực hạn của kiếm đạo, nên buông tha vị trí hoàng tử kia mà để gia nhập kiếm tông, thế nên mới có biệt danh là kiếm hoàng. Kiếm thần gật đầu, người bình thường có thể không biết kiếm thần là ai, nhưng hắn là đệ tử vụ của vô danh, lại còn là truyền nhân của kiếm tông nữa, nên đã có lần nghe vô danh nói qua về kiếm hoàng rồi đây mới thật sự là cao nhân truy cầu kiếm đạo chứ À, đúng vậy nếu do so danh kiếm ma thì người này thật sự là lợi hại hơn nhiều à, Buồn buông ta ngôi vị hoàng đế mà để truy cầu kiếm đạo tầm nào người này có thành tựu phi phạm đến thế hiện tại có vô số người tán tưởng kiếm hoàng đứng thứ ba trên kiếm thần bảng trương tam phong Sư tôn được lên bảng Lúc này đám người võ đang như là Tống Viết Kiều vui mừng vô cùng Đứng thứ hai trên kiếm thần bảng Vô danh Gì vậy? Vô danh để đứng thứ hai? Việc này như một tia sét giữa trời quang Khiến cho mọi người giật mình không ngớt Sóng biển ngập trời ở trong lòng Đây chính là võ lâm thần thoại đó Trước khi thiên cơ lâu xuất hiện Thì hắn chính là người đầu tiên đã xác nhận là Cao thủ võ thánh Hơn nữa cả võ lâm ai đều biết kiếm đạo của hắn đã gần đạt tới cảnh giới cao nhất rồi. Kiếm thánh cũng không có phải là tịch thủ. Nên cơ bản gần như trong lòng của tất cả mọi người thì vị trí thứ nhất đã dành riêng cho vô danh. Không thể nào, nếu chỉ nói về tu vi kiếm đạo thì trên thiên hạ này có ai có thể vượt mặt sư phụ của ta chứ? Kiếm thần thất thanh, võ lâm thần thoại vô danh, đây chính là một huyền thoại sống. Nói về thiên phú kiếm đạo thì cả những người mấy trăm năm trước cũng không ai so sánh được với vô danh. Ta không tin trên đời này còn có ai sở hữu tù vì kiếm đạo Còn trên cả vô danh cả Hùng bá đang cũng lắc đầu Hắn nắm võ lâm Nguyên Châu ở trong tay Đương nhiên hắn biết rõ sự khủng bố của vô danh hơn ai hết Hắn có gan mà để tranh hùng một phen với kiếm thánh độc cô Nhưng nếu chưa chọc vô danh thì là miễn đi Đứng đầu kiếm thần bảng độc cô Nghe thế Lưu Tiêu trực tiếp công bố người đứng đầu kiếm thần bảng ra luôn Kiếm thần cùng hung bá đều ngẩn ngơ Bọn họ đều là cao thủ của Nguyên Châu Đương nhiên cả hai bọn họ sẽ là người có quyền lên tiếng nhất ở đây Trường 302 Không thể nào Không thể nào 20 năm trước sư phụ ta đánh bại kiếm thánh trên kiếm đạo Sao tu vi kiếm đạo của kiếm thánh Lại có thể cao hơn sư phụ của ta được Kiếm thần giống to Không thể nào tin được Hắn càng nói càng thấy Lưu Tiêu nói vậy nói bạ. Bà trong lòng của hắn thì vị trí đầu tiên chỉ có một mình vô danh mà thôi đứng thứ hai mới là kiếm thánh độc cô hắn còn đang muốn khiêu chiến kiếm thánh độc cô mà không lẽ người mà hắn tính khiêu chiến lại có tu vi kiếm đạo còn mạnh hơn cả sư vụ hắn sao Ông bá đứng bên thì cũng lắc đầu y cũng không tin tu vi kiếm đạo của kiếm thánh độc cô lại có thể vượt qua vô danh được hay lại có người không tin lâu chủ sao lại dám khiêu chiến quyền uy của lâu chủ đây Ê, Ta sợ có dự cảm hai cao thủ này sắp mất mặt vô cùng Hãy lâu chủ đừng có thừa lúc đục thả câu nữa Chúng ta muốn thấy cảnh cáo của cao thủ thấy mặt lắm rồi đây Đại đa số người ở đây đều cười nhạt Cũng chỉ có hùng bá và kiếm tha thần mới dám nghi vấn lâu chủ tôi Dù sao hoặc cả hai cũng vừa mới tới Còn những người ở Thiên Cơ Lâu được một thời gian rồi Thì đều tin tưởng lâu chủ Thiên Cơ Lâu một cách tuyệt đối dù là tin tức có bất ngờ tới đâu Thì ngươi bắt buộc là phải tin Nếu không thì cực kỳ mất mặt Điều thiểu nói Trong quá khứ Thì kiếm thánh độc cô thật sự không bằng vô danh thật Nhưng bây giờ thì đã khác Kiếm thánh độc cô đã lĩnh ngộ ra được kiếm thứ 23 Diệt thiên tuyệt địa kiếm Hiện tại tu vi kiếm đạo của hắn đã vượt qua vô danh rồi Nếu như cả hai mà giao thủ Thì người chết chắc chắn sẽ là vô danh sắc mặt của kiếm thần đại biến hùng má không trở nên cực kỳ khiếp sợ rõ ràng cả hai đều bị dọa trước lời của lưu tiêu kiếm thứ 23 đây chính là tuyệt kỹ mà đế thích thiên cũng phải kinh sợ không dám để cho độc cô thật sự thi triển kiếm chiêu diệt tuyệt diệt thiên tuyệt địa kiếm này dù vô danh lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nào bằng đế thích thiên được diệt thiên tuyệt địa kiếm vừa được sử dụng thì chắc chắn sẽ chết Loại kiếm pháp giết địch xong tự hủy diệt mình này thì có thể nói là khủng bố. Mọi người chấn động, sôi trào hết cả lên. Ê, mà được chứ, kiếm thứ 23 của kiếm thánh độc cô lại được hoàn thiện xong rồi sao? Ơi à, diệt thiên tuyệt địa kiếm khủng bố như vậy sao lại có thể giết được võ lâm thần thoại vô danh? À, lâu chủ thật sự quá là ngưu bức Chỉ cần chỉ điểm vài câu thôi Mà có thể giúp kiếm thánh độc cô đột phá đây Ơi à, lâu chủ đúng thật sự là quá thần trong thiên cơ lâu, lúc này ai nấy đều đang gào thét một cách điên cuồng. Ban đầu có người khen tặng kiếm thánh độc cô, nhưng khi có người nhớ lại việc lâu chủ đã từng chỉ điểm, thánh linh kiếm pháp khi sắp xếp võ khí thiên bảng, thì ai nấy đều cuồng nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người lúc này đều sùng bái lưu tiêu cực độ. Chỉ cần chỉ điểm một tí thôi mà kiếm thánh đã trở thành người đứng đầu kiếm thần bảng rồi. Xem thử có nghiêu bức hay không chứ? Ê, lâu chủ mới là người có kiếm đạo đứng đầu chứ?" Ê, bỏ qua hết đi, ta chỉ nhận lâu chủ là người đứng đầu kiếm thần bảng mà thôi." Ê, có vẻ như lâu chủ không xếp bảng cao thủ của thiên cơ lâu đó." Ê, đúng vậy, những kiếm đạo đại tông sư xuất hiện hôm trước còn chưa có được liên bảng." Lưu tiền nói. "Hiện tại thì kiếm thánh mới đúng thật sự là kiếm thánh, không chỉ ngộ ra được kiếm thứ 23 mà hắn còn đột phá tu vi trở thành một vị cao thủ võ thánh nữa." Nếu như vô danh vẫn không thể ngộ được thần kỹ bạn kiếm quy tông, thì sợ rằng sau này mãi mãi sẽ đi sau lưng kiếm thánh Độc Cô thôi. Không ngờ sau khi lĩnh ngộ được kiếm thứ 23 Diệt Thiên Tuyệt địa này của kiếm thánh Độc Cô, còn có thể bước qua lệch trời nữa. Mọi người ai cũng chấn động ở trong lòng. Lúc này kiếm thần cũng có thể chấp nhận rằng tu vi kiếm đạo của kiếm thánh Độc Cô đã cao hơn sư phụ vô danh của hắn rồi. Kiếm thứ 23 diệt thuyên tuyệt địa. Vô danh đã từng kể về sự khủng bố của kiếm chiêu này rồi. Điều như kiếm thánh thôi diễn ra được kiếm thứ 23, thì vô danh thật sự không thể so được. Thậm chí chính sư phụ vô danh của hắn cũng đã từng nói qua, chiêu kiếm thức này không còn thuộc nhân gian nữa rồi, nó đã sở hữu năng lực quỷ diệt cực độ. Vạn kiếm quy tông khó khăn ra sao? Sư tôn ta từng tìm hiểu đó hơn 10 năm trời rồi, mà vẫn chưa thể nhập môn được chưa có đầu mối gì cả kiếm sần khổ sở hắn cũng đã từng được sư phụ vô danh cho học tập vạn kiếm quy tông nhưng mà tâm pháp khẩu quyết của nó không chỉ tối tăm khó hiểu ngay cả lộ tuyến vận công của nó cũng cực kỳ lệch kỳ lạ khi làm theo thì sẽ thấy chân khí vòng lên kinh mạch như muốn nứt ra vậy không thể tu luyện được nếu như muốn tu luyện một cách gượng ép thì cuối cùng bản thân cũng sẽ chết mà thôi bị chân khí của bản thân nổ chết thành một đống thịt bụn Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 31 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.